Một vụ tai nạn do bánh xe văng ra. Bây giờ là 9:03 sáng. Chúng tôi sẽ bắt đầu lục soát theo lệnh của tòa. Akamatsu, ông chủ của một công ty vận tải, bị nghi ngờ là cẩu thả trong khâu bảo dưỡng xe. Chúng tôi không nghĩ là do bảo dưỡng kém. Akamatsu yêu cầu kiểm tra lại. Sawada được giao nhiệm vụ xử lý vụ kiểm tra lại. Anh định làm gì? Izaki nghi ngờ nguyên nhân của vụ tai nạn. Vậy người chỉ điểm này đã nói gì? Có một vụ tai nạn ở Gunma tương tự như vụ của chúng ta. Họ là một công ty lớn. Anh nghĩ họ sẽ thay đổi cách thức ư? Âm mưu của công ty đằng sau vụ tai nạn. Nếu tôi không đấu tranh với nhân viên thì ai sẽ làm? Thật ư? Để che đậy vụ thu hồi, đó là lời giải thích duy nhất. Không hề có chứng cứ. Các người có phải là con người không? Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Những tài liệu này là trái tim và linh hồn của tôi. Họ sẽ chiến đấu đến cùng. Lường trước tình tiết xoay chuyển tuyệt nhất thế kỷ. Tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Đón xem bộ phim Thu Hồi trên kênh Red by HBO. Thưởng thức hương vị Á Châu cùng Red by HBO trên các hạ tầng MyTV, FPT, HTVC.